kể từ 22 tháng 9 đến hết ngày 23 tháng 9, các doanh nghiệp giao nhận và shipper tiến hành tập huấn công tác xét nghiệm và cập nhật thông tin xét nghiệm trên ứng dụng. Ngày 21 tháng 9, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có văn bản về việc tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xét nghiệm của shipper tiến tới quản lý bằng công nghệ. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo việc thực hiện xét nghiệm đối với nhân viên giao hàng có ứng dụng công nghệ được tập trung thực hiện tại các trạm y tế lưu động trên địa bàn thành phố. Theo nội dung công văn số 3072 đến hết ngày 21 tháng 9 từ ngày 22 tháng 9 đến hết ngày 23 tháng 9, các công ty giao nhận và shipper tiến hành tập huấn công tác xét nghiệm và cập nhật thông tin xét nghiệm trên các ứng dụng của doanh nghiệp hoặc ứng dụng do Sở Thông tin Truyền thông hướng dẫn. Sở Y tế sẽ cung cấp bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên trên cơ sở số lượng đăng ký của shipper với Sở Công Thương theo nguyên tắc mẫu gộp 3 người, 3 ngày một lần. Các doanh nghiệp quản lý shipper nhận bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên tại Sở Công Thương. Trong thời gian này, các shipper có thể sử dụng kết quả xét nghiệm còn giá trị kể từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9, các doanh nghiệp quản lý shipper chịu trách nhiệm tổ chức xét nghiệm và cập nhật kết quả vào kho dữ liệu dùng chung của thành phố theo hướng dẫn của Sở Thông tin Truyền thông để phục vụ công tác phòng chống dịch. Ủy ban nhân dân giao Sở Công Thương hướng dẫn, yêu cầu các doanh nghiệp ký cam kết và chịu trách nhiệm về công tác tổ chức và kết quả xét nghiệm. Trường hợp các shipper không đáp ứng đủ các điều kiện như trên sẽ không được tham gia hoạt động. Chiều 20 tháng 9, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết đã làm việc với Sở Y tế Công an thành phố và được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thống nhất. Thay vì xét nghiệm từ 5 đến 6 giờ sáng như trước, từ nay shipper được xét nghiệm từ 6 giờ tới 21 giờ hàng ngày và có thể tìm bất cứ trạm y tế nào vắng để đến xét nghiệm, ông nhấn mạnh. Theo công văn 3072 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục kéo dài thời gian giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 16 tháng 9 đến hết ngày 30 tháng 9. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh nới lỏng một số hoạt động Shipper được chạy liên quận huyện thành phố từ 6 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Bên cạnh đó, lực lượng giao nhận hàng hóa của doanh nghiệp hộ kinh doanh cũng được hoạt động nội quận huyện thành phố.